Xin kính chào quý vị, bây giờ là khung thời lượng của bản tin 141. Chương trình được phát sóng hàng ngày trên kênh 1 của Đài Hà Nội. Mở đầu bản tin như thường lệ sẽ là phần nhật ký 141 với những tin tức đáng chú ý. Phát hiện 83 vụ việc, 93 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, bàn giao cho các đơn vị chức năng điều tra giải quyết theo quy định. Đây là số liệu được Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội công bố sau một tháng ra quân của các tổ công tác 141 từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11. Theo đó, các tổ công tác đã thu giữ một súng ngắn, 21 viên đạn, 55 gói viên nghi ma túy các loại, 4 chai thủy tinh chứa chất lỏng nghi tiền chất ma túy, 10 bình kim loại chứa khí N2O, một xe mô tô là tang vật vụ trộm cắp tài sản, 38 xe mô tô nghi xe tang vật. Các tổ công tác 141 hóa trang tuần tra vào các ngày cuối tuần trên địa bàn các quận trọng điểm đã kịp thời phát hiện, chặn giữ 214 phương tiện với 231 đối tượng có các hành vi vi phạm điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, nẹt bô, rú ga, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Qua 13 năm thực hiện, lực lượng 141 đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô, là thương hiệu được lãnh đạo các cấp, các tầng lớp nhân dân thủ đô, Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao. Kết quả trên đã cho thấy lực lượng 141 xứng đáng với tên gọi quả đấm thép của Công an thủ đô. Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ một tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng. Đối tượng cát tặc đã chống đối, lẩn trốn bằng cách nhảy xuống sông khi bị kiểm tra. Cụ thể, vào khoảng 19h30 ngày 21 tháng 11, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp cùng Công an huyện Ba Vì tiến hành kiểm tra, bắt giữ một phương tiện tàu hút không gắn số hiệu đang có hành vi khai thác cát trái phép lòng sông Hồng và bơm vào khoang chứa của tàu tại khu vực địa bàn xã Châu Sơn, huyện Ba Vì. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện có một đối tượng là chủ tàu hút đang vận hành thiết bị máy móc thực hiện hành vi khai thác cát trái phép lòng sông. Bước đầu, đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm và khai còn một người nữa cùng làm, nhưng khi bị lực lượng chức năng phát hiện, đối tượng này đã lợi dụng tàu neo đậu sát bờ để nhảy xuống sông và bơi vào bờ bỏ trốn. Tại thời điểm kiểm tra, chủ tàu không xuất trình được các giấy tờ liên quan. Tổ công tác đã tiến hành đo đạc sơ bộ, xác định các đối tượng đã khai thác trái phép được khoảng hơn 260 mét khối cát. Hiện, lực lượng chức năng đã lập hồ sơ ban đầu, tạm giữ phương tiện, thiết bị, tang vật liên quan để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định. Liên quan đến vụ việc nhóm học sinh vi phạm giao thông trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân xảy ra vào sáng ngày 20 tháng 11 vừa qua, đội cảnh sát giao thông số 7, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường cùng phụ huynh và các em học sinh vi phạm. Trước đó vào sáng ngày 20 tháng 11 vừa qua, khi tiếp nhận thông tin về nhóm học sinh có hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định di chuyển trên đường, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Chỉ sau vài giờ nhận được phản ánh, lực lượng chức năng đã làm rõ thông tin về nhóm học sinh nêu trên. Nhóm học sinh này gồm 10 em, đều học lớp 12A3, trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Thời điểm này, các em đang đến trường tham dự lễ meeting kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngay trong ngày 20 tháng 11, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 đã mời 10 em học sinh cùng phụ huynh đến trụ sở đơn vị để làm việc. Căn cứ vào tài liệu xác minh, cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính với 10 em học sinh với các hành vi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không có gương chiếu hậu, tạm giữ 5 phương tiện liên quan để xử lý. Ngoài ra, cảnh sát giao thông cũng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với các chủ phương tiện liên quan do đã có hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển xe tham gia giao thông. Đồng thời, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 cũng phối hợp cùng Công an quận Thanh Xuân đã có buổi làm việc với ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng và 10 phụ huynh, học sinh trong vụ việc nêu trên. Ủy ban nhân dân phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng đang đề xuất khen thưởng một nhóm thanh niên tham gia cùng lực lượng chữa cháy cơ sở cứu hỏa đám cháy tại địa bàn. Đây là nhóm thanh niên đã dũng cảm phá cửa, dùng bình cứu hỏa phun thẳng vào vị trí ngọn lửa bùng lên. Trước đó vào khoảng 22 giờ ngày 21 tháng 11, một căn nhà chuyên bán vật liệu cho xe máy, ô tô trên phố Ngô Thị Nhậm, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng bất ngờ bốc cháy và đang khóa cửa. Ngọn lửa ngùn ngụt bao trùm tầng 1 của ngôi nhà khiến những người xung quanh hoảng sợ. Lúc này, một nhóm 3 thanh niên thấy sự việc đã chạy tới phá khóa rồi dùng bình cứu hỏa dập tắt không để ngọn lửa bùng lên. Thời gian phá cửa, dập tắt ngọn lửa của nhóm thanh niên diễn ra chỉ trong 49 giây.
Ba người này gồm anh Hoàng Tuấn Anh, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội, anh Trần Ngọc Hải, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội và anh Đặng Văn Đông, trú tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Rất may vụ cháy không gây thương vong về người. Nguyên nhân vụ việc được nhận định là chập điện. Trưa ngày 23 tháng 11, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một nhà xưởng sản xuất tại phường An Tây, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ngọn lửa lớn bốc lên khiến nhiều người hoảng sợ. Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 10 giờ tại nhà xưởng công ty trách nhiệm hữu hạn Morishige, phường An Tây, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương bất ngờ bốc cháy. Thời điểm này có nhiều công nhân đang làm việc bên trong nhà xưởng. Khi phát hiện đám cháy, những người có mặt đã sử dụng công cụ chữa cháy tại chỗ để dập lửa, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã điều 17 xe cứu hỏa cùng 80 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Tổng diện tích cháy khoảng hơn 1.000 m2, chất cháy chủ yếu là bàn ghế, tủ, giường, sơn, dung môi. Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa đã được khống chế, không còn khả năng cháy lan. Vụ cháy không gây thương vong về người, song nhiều tài sản bị thiêu rụi. Hiện, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, tiếp tục tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn. Hơn 200 kg ma túy các loại cùng 10 đối tượng trong đường dây tội phạm ma túy hoạt động xuyên quốc gia đã bị triệt xóa, bóc gỡ. Đây là chuyên án được 4 lực lượng xác lập chung, bao gồm lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật, Cảnh sát biển, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cùng phối hợp. Thành công của chuyên án này là minh chứng cho công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy cấp trung ương. Từ những tài liệu ban đầu về đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài qua khu vực biên giới các tỉnh miền Trung vào Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn trao đổi thông tin và phối hợp xác lập chuyên án chung để đấu tranh, bóc gỡ. Nhận định, đây là đường dây tội phạm ma túy có quy mô hoạt động xuyên quốc gia, hoạt động trong nước trải dài tại nhiều địa bàn, trong đó có nhiều mắt xích tham gia với những phương thức, thủ đoạn rất tinh vi. Do đó, nếu không phối hợp xác lập chuyên án chung giữa các lực lượng sẽ khó có thể trấn áp, triệt xóa toàn bộ đường dây tội phạm này. Kết quả đấu tranh chuyên án, lực lượng đánh án đã bắt toàn bộ các đối tượng trong đường dây, thu giữ lực lượng lớn ma túy, đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời sâu sát của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Tổng cục Hải quan trong đấu tranh chấn áp tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Ban chuyên án đã linh hoạt, quyết tâm, quyết liệt trong công tác chỉ huy. Các lực lượng đấu tranh chuyên án đã nhận định đánh giá chính xác sự chuyển hướng vận chuyển, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, lựa chọn thời cơ, thời điểm phá án hợp lý ngay khi đối tượng nhận hàng tại Hà Nội, qua đó làm căn cứ đột phá bắt toàn bộ đối tượng trong đường dây ở thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, tạo thế chủ động, bất ngờ, hiệu quả trong đánh bắt đối tượng trong chuyên án. Hiện nay, tội phạm ma túy ở ngoại biên đã móc nối với đối tượng trong nước, hình thành các đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới, cửa khẩu theo nhiều phương thức và thủ đoạn khác nhau. Tuy từng thời điểm cụ thể, các đường dây tội phạm thực hiện các thủ đoạn khác nhau trên từng địa bàn, theo từng chuyến để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Trước những diễn biến khó lường của loại tội phạm này, năm 2024, lãnh đạo chỉ huy các cấp thuộc Bộ đội Biên phòng, Công an, Cảnh sát biển và Hải quan đã thường xuyên chỉ đạo sát sao các lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy. Qua đó, các lực lượng đã xác lập chuyên án chung và triệt phá nhiều đường dây tội phạm lớn. Phải nói đến sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Bộ Công an, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng như Cảnh sát biển với chỗ Hải quan. Các đồng chí cũng tin tưởng giao cho chúng tôi để cùng cái xác lập chuyên án chung. Và chính vì tin chúng tôi thì chúng tôi toàn quyền trong cái việc mà để hoạt động nghiệp vụ và kịp thời báo cáo. Đây là cái phối hợp rất tốt bốn lực lượng của Bộ đội Biên phòng, của Cục C04, rồi là Cảnh sát biển với Hải quan. Những vụ án về ma túy đã bị bóc gỡ trong năm 2024, nhất là việc triệt phá nhiều đường dây tội phạm ma túy lớn, đã thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với loại tội phạm này của các lực lượng chuyên trách. Việc phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng đã giúp kịp thời ngăn chặn nhiều đường dây tội phạm ngay từ khu vực biên giới, không để ma túy xâm nhập vào trong nội địa và hơn hết, không để tội phạm biến Việt Nam thành nơi sản xuất, trung chuyển, tiêu thụ các loại ma túy. Nội dung này cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Để xem lại những chương trình đã phát sóng, quý vị có thể truy cập vào website hanoionline.vn hoặc các nền tảng số như YouTube, Facebook hay ứng dụng Hà Nội On. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.